Một số hộ dân ở khu dân cư H20, khu phố 7, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa gửi đơn đến chương trình trình bày. Thời gian qua, họ luôn sống trong nỗi lo lắng vì trong khu dân cư có một người đàn ông bị tâm thần nặng, khoảng 30 tuổi. Thời gian gần đây, người dân thường xuyên nghe thấy người này la hét, đập phá đồ đạc trong nhà. Dù phần lớn thời gian ở trong nhà, nhưng thỉnh thoảng anh này được ra ngoài đi dạo trong khu dân cư và gây sự với những người già yếu, rượt đuổi, sàm sỡ những cháu gái mới lớn. Các hộ dân này bày tỏ họ rất lo sợ và đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp mạnh đối với trường hợp này để người dân yên tâm sinh sống. Sau khi tìm hiểu thực tế vụ việc cho thấy, lo lắng của người dân là có cơ sở. Phóng viên chương trình đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương về nội dung này. Trao đổi với phóng viên, ông Châu Hoài Hân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa cho biết, hiện nay trên địa bàn phường có 11 người bị tâm thần nhẹ được quản lý và hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong số này có trường hợp như trong đơn thư người dân phản ánh. Ông Hân cũng cho biết, thời gian qua gia đình của người thanh niên này nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ về việc gửi người này đi điều trị tập trung. Tuy nhiên, theo quy định, trường hợp của anh này không thuộc diện địa phương gửi đi điều trị, chăm sóc tập trung tại trung tâm xã hội tỉnh, nên địa phương khuyến khích vận động gia đình đưa anh đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh. Rồi qua cái đơn này thì phường sẽ chỉ đạo cho công an, đặc biệt là chỉ đạo là cảnh sát khu vực phối hợp với công chức thương binh xã hội để nắm lại tình hình. Rồi bên cạnh đó thì sẽ vận động người dân đưa cái anh Cương này đi vào là đi trị bệnh. Thì qua cái đơn này thì mình cũng nghĩ rằng nếu mà có vấn đề xảy ra thì nó ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự trên địa bàn. Còn vấn đề nữa thì hiện nay thì cũng chưa có qua cái tổ dân cư rồi ý kiến cử tri về vấn đề, nhưng qua đơn thôi thì vậy là mình làm ngăn chặn trước, ví dụ để mà xảy ra cái vấn đề gì nó sẽ ảnh hưởng đến an ninh của địa phương trong thời gian tới. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, ngành chức năng phường đã đến làm việc với gia đình có người bị bệnh này. Thưa quý vị, theo biên bản làm việc ngày 20 tháng 8, gia đình rất bất ngờ trước thông tin phản ánh vì gia đình cho rằng phần lớn thời gian người bệnh ở trong nhà. Cha của anh thường trực ở nhà để chăm sóc cho anh. Gia đình cũng cho biết người bệnh đã được điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh và mới về nhà được một tuần nay. Hiện anh này vẫn đang uống thuốc theo đơn của bệnh viện. Khi uống thuốc đầy đủ, điều độ, anh đi lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, trước phản ánh của người dân xung quanh, gia đình cam kết sẽ quản lý chặt chẽ hơn đối với việc đi lại sinh hoạt của người thanh niên bị tâm thần này.